trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc xâm lược, chủ trương công khai và tổ chức cụ thể để ngày 17 tháng 2 hàng năm trở thành ngày tưởng niệm toàn quốc như cách ông cha đã tiến hành giỗ trận Đống Đa mà quân Nam chiến thắng và dẹp tan 20 vạn quân Thanh thế kỷ thứ 18. Bên cạnh đó, rà soát lại chính sách và chế độ đối với những chiến sĩ đồng bào đã hy sinh mà bị bỏ quên lâu nay do những thiếu sót và sai lầm, dẫn đến những bất công xã hội và bất bình trong nhân dân. Đó là nội dung tóm lược những điểm chính trong tâm thư có chữ ký của 75 trí thức yêu nước đăng trên trang web Bosit Việt Nam ngày 14 tháng 2 vừa qua, quy tụ những cựu viên chức chính phủ, cựu sĩ quan quân đội nhân dân, cựu tù Côn Đảo trước 1975, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các vị lãnh đạo tinh thần, các nhà báo và những bloggers chuyên cổ súy tự do dân chủ cho Việt Nam. Không thể im lìm và nín nhịn mãi được khi nhớ về cuộc chiến biên giới miền Bắc năm 1979 là khẳng định của cựu tù chính trị Côn Đảo Hồ Hiếu, nguyên cán bộ phong trào sinh viên học sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt. Khi cuộc chiến biên giới 1979 nổ ra, ông Hồ Hiếu đang làm chánh văn phòng quận ủy quận 1 và tiếp đó là chánh văn phòng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Với ông, tiếng nói của người dân là trên hết và tâm thư của hơn 70 trí thức phản ảnh quan điểm đó. Đó là tôi đang còn nằm trong tổ chức đảng, thì tôi nghe được là quân đội của mình cũng đánh tàu cũng rất là ác liệt và dũng cảm. Thay vì tàu đánh cho Việt Nam một bài học thì Việt Nam cũng cho tàu lại một bài học và cuối cùng thì đã đẩy được quân tàu ra khỏi biên giới. Lại như là cũng có những cái tiêu hao là những người đã trở thành liệt sĩ. Họ rất bảo vệ tổ quốc thì cớ sao mà nhà nước lại không nhắc đến, cũng không dám vinh danh. Cái đó là sợ tàu, sợ mất tiếng với tàu phải sao? Chính sách ngoại giao kiểu việc câu tiễn đó thì không xứng đáng chút nào. Không dám nói thì để cho dân nói. Tại sao mà đảng cũng không cho dân nói luôn? Dân biểu tình xuống đường thì đảng lại bắt bỏ tù. Chính tôi cũng đi biểu tình cũng bị xô đẩy té gần chú bụi. Thái độ khiếp nhược, người ta gọi là ác với dân mà hèn với địch. Dân Việt Nam không bao giờ cho phép làm cái việc đó. Anh nói không được, để cho dân nói. Hèn như vậy là không xứng đáng, làm sao mà dân chúng ủng hộ nhà nước được. Trả lời câu hỏi vì sao lần này nhân sĩ trí thức có vẻ tha thiết mà cũng quyết liệt không kém trong thư yêu cầu nhà nước chính thức nhìn nhận và tổ chức tưởng niệm quy mô cuộc chiến biên giới ngày 17 tháng 2 hàng năm. Ông Hạ Đình Nguyên, cựu tù Côn Đảo, nguyên chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, cho rằng đã đến lúc tình thế đòi hỏi như vậy. Cái tình thế nó đòi hỏi dân tộc phải đi đến cái chỗ hòa giải, đoàn kết để mà đối phó với một cái áp lực của nước ngoài đối với cái việc lãnh thổ và biển. Thực ra nó thì cái chuyện đó lẽ ra nó phải là đương nhiên, nhưng mà cái hoàn cảnh của Việt Nam, những cái chuyện bình thường nó là bất thường. Người dân có quyền tập hợp với những cái tượng đài hay là những cái làm cái lễ như là một cái xã hội bình dân sự nó như vậy. Nhưng mà Việt Nam thì chưa có được xã hội dân sự. Cho nên những chuyện bình thường đó là nó trở thành bất thường. Bây giờ từ những chuyện bất thường để trở về cái chuyện bình thường thì không phải là đơn giản. Theo chỗ ông Hiểu, ông Hà Đình Nguyên nói tiếp là cái hoàn cảnh đặc biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đối với nhà nước thì có lẽ họ cũng muốn làm cho nó công khai. Nhưng mà họ ngại rằng nếu làm cách nào đó thì cái thế lực nước ngoài đặc biệt là tạo là Trung Quốc. Nó cho rằng là khiêu khích để sinh ra cái chuyện không tốt. Cho nên nhà nước đang phải tính toán làm ở cái mức độ nào mà thể hiện được cái tinh thần đó và cũng cho thỏa mãn cái dân chúng. Nhưng mặt nào đó thì họ cũng muốn rằng không để gọi là khiêu khích để mà trở thành những cái sự căng thẳng cho ban giao. Người ta cũng biết rằng đối với Trung Quốc, những cái tờ báo của Trung Quốc, dân cư Trung Quốc nó cũng đã được tuyên truyền là nó đổ tội cho Việt Nam, trong khi nó đánh Việt Nam thì nó bảo là nó chỉ là tự vệ. Trong khi đó Việt Nam mới thực sự là cái người tự vệ. Cũng là cái hoàn cảnh yếu đuối của cái tình thế yếu đuối cho nên mới như vậy. Cũng là người đã ký vào tâm thư kêu gọi một lễ tưởng niệm chính thức hàng năm cuộc chiến biên giới 17 tháng 2 1979. Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, đại biểu Quốc hội khóa 6, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Lúc mà Trung Quốc xu hướng đánh Việt Nam thì tôi ở Hà Nội đó, trong hàng ngũ đoàn thanh niên Hà Nội, tôi nghĩ rằng chắc chắn là phải đánh trả lại thôi. Thời gian đó thì rõ ràng cả nước cũng đã chuẩn bị để đánh lại. Trận chiến nó kéo dài và dẫn tới chỗ là mấy chục ngàn quân đội và nhân dân Việt Nam hy sinh ở tại đó.
Nhưng tôi không hiểu tại sao trong những năm vì sao thì thấy rằng là ở bên Trung Quốc thì họ làm lễ rất là lớn, họ có biết tin biểu tình cho rằng là Việt Nam là xâm lược Trung Quốc. Cái điều đó thì cả thế giới đều biết, mà tại sao ở Việt Nam lại không làm cái chuyện tưởng niệm đối với mấy chục ngàn, theo tin báo chí thì nói là 50.000 quân đội và thường dân chết. Thế là chúng tôi phải lên tiếng chứ, quân đội và thường dân hy sinh thì mình phải tưởng niệm, chuyện đương nhiên rồi. À, nếu mà không tưởng niệm thì là vô ơn nha. Tại sao lại phải từ chối những việc mà uống nước nhớ nguồn vậy? Cái điều đó là phải làm, nếu không làm là phải trả lời trước nhân dân, phải trước thân Việt Nam lý do tại sao không làm. Như nói, Bộ Chính trị cũng đã chuẩn bị làm lễ kỷ niệm cuộc chiến đấu biên giới phía Bắc. Thế là cũng có ý định vậy. Rồi tại sao lại trên thế giờ này hôm nay là còn có 2 ngày nữa, là 17 tháng 2 rồi, cũng không có động tĩnh gì cả. Thế là sao? Rồi thanh niên, cũng một số anh em mà trong câu lạc bộ kháng chiến hôm nay họp, thành đoàn sáng nay họp cũng có yên tĩnh. Tối gì tại sao lại im hơi lặng tiếng như vậy? Phải là cái áp lực Trung Quốc hay là sợ Trung Quốc quá? Nhà báo Nguyễn Quốc Thái có tên trong danh sách 75 nhân sĩ trí thức ký vào tâm thư, cũng khẳng định đã đến lúc phải công khai lên tiếng về một cuộc chiến bảo vệ đất nước mà vì lý do khó hiểu nào đó đã không được đề cập tới trong nhiều chục năm qua. Không phải riêng về vấn đề biên giới phía Bắc hoặc là chiến tranh phía Nam, mà ngay cả cuộc chiến ở Hoàng Sa cũng nhiều năm bị bỏ quên không nhắc đến, cho đến khi câu lạc bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình đã tổ chức buổi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây nhất là Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng có lên tiếng về vụ tưởng niệm chiến sĩ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Và những người như anh em chúng tôi nhận thấy đã đến lúc cần phải lên tiếng cách công khai và mạnh mẽ để những người có trách nhiệm điều hành đất nước này nhìn rõ vào sự thật, và phải lên tiếng về một cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước mà chúng ta vì lý do nào đó rất khó hiểu đã không lên tiếng trong mấy chục năm qua. Việc lên tiếng dẫu rằng quá chậm, nhà báo Nguyễn Quốc Thái nhận định, vẫn còn hơn là im lặng. Chúng tôi đứng với nhau. Như trước đây, chúng tôi đã ký vào một văn bản của nhóm 72. Chúng tôi đứng với nhau để đòi hỏi một điều, phải lên tiếng công khai minh bạch về cuộc chiến tranh năm 1979 tại biên giới phía Bắc mà con em của chúng ta đã bao nhiêu năm không được biết đến, không được tìm hiểu. Lương tâm của con người, lương tâm của công dân không cho phép chúng tôi ngưng lại im lặng trước một việc như vậy.